Bà quên rồi, bà lẩm cẩm rồi thì khổ ghê vậy đó. Cụ ơi, trẻ giờ đó bà cụ kiếm cụ. Bà cụ ơi, cụ ơi, đừng có kiếm cho hết trơn rồi. Trời ơi, thiệt cụ ơi, cụ. Trời ơi, cụ ơi, thiệt. Bó tay bà cụ luôn rồi. Trời, chính bà cụ nói bà cụ vô bà cụ lật lịch. Bà cụ nói bữa nay là ngày ăn chay, bà ăn tháng 10 ngày. Thôi để cố gắng cho bà ăn chay, bà nói vậy đó. Rồi bà cứ tới giờ làm cái vụ này sao, tôi nói giờ tủ lạnh không còn chỗ chắc. Thôi bây giờ đem đi cho hàng xóm, mới thấy mấy đứa nhỏ cho nó mừng quá. Trời ơi, bà cụ ơi. Đó trời ơi, cụ cũng quên đi chết người rồi. Cụ quên chết người rồi. Thấy Không quên uống nước đi, chưa? rồi mới rót rồi nè. Nè. Quên chết người rồi hèn chi. Bà bỏ đi kiếm tội nghiệp. Ủa sao kỳ vậy ta, đâu mất tiêu Đó rồi đó, cha. rồi rồi. Tội nghiệp sang lắm chứ bộ. Hôm qua đi mua 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 thanh long, tôi nói tôi cũng có ăn nghe, nó mắc gần chết không dám ăn. Mà bà nói ăn đi chứ rốt cuộc để làm gì, để tiền làm gì đó. Bà chết đâu có đem theo được mà. Dạ, bà chỉ đưa tôi chắc ăn vô bắp. Sao vậy đấy? Để vậy sao thầy nhìn thấy 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 nó mắt thấy mờ luôn, thấy nó mắc gần chết rồi mà cụ ơi, dám ăn 5 đồng 99 một phao á. mấy 6 đồng 1 phao á? Nè giờ ông ăn đu đủ đi, tôi ăn rồi. Không, ông thì không thích ngọt mấy, vậy là vừa ông đó. Thầy ăn chưa? Ăn Thầy đưa cái rồi. ăn này nghe. À, không có thanh long đâu, để cho bà cụ đi, cụ mua Thôi cụ ăn. ăn đi. Không. Ủa, nói vậy với thầy đắng cái gì đâu, thầy nói cái Không gì không. vậy? Bao nhiêu thì ba không đắng cái đu thầy. Không, cụ ăn được ngon quá, không phải đâu, này không có thích Tôi ăn thanh ăn long. thì lâu lâu tôi No, thôi thầy chứ ăn ăn miếng, miếng thầy ăn miếng cho không bà cụ phải. vui, thầy sao vậy? Rồi 6 đồng 1 phao Không ông nội phải, bao nhiêu thầy cũng da nên ăn tội miếng nghiệp đi quá nghe. à, chắc có đem theo Nghe được nè con. Bà thầy, rồi mời bà. Ăn nó đau hết sức đau. Đau gì mà đau, Đâu có mệt đau gì lắm. thầy, sao vậy? Nữa, thầy lại có cái tật đó nữa, không có đau đâu anh. Để Cái con ăn cái đu thanh đủ long nghe. với lại cái bơ á không? Tới bơ thì nó rẻ không nói. Cái bơ á, đây là làm đá Rồi bà đậu mua hũ. ổi cho cả đống rồi bà ăn cho hết à, chứ tôi không có ăn ổi nữa. Rồi nó mắc rằng thời may chứ bà rẻ Ừ, hả? bà thích ăn thầy thầy Ổi không hiểu. biết rồi thì, nhưng mà cụ mua thì cụ đã cụ ăn là cụ quên bỏ nó hư. Không, không có quên đâu. Nó chín đó bà, 2 3 ngày nó chín hết rồi đó. Bà chơi đi, thầy chơi đi. Dạ Thầy chơi miếng đi trời đó, ơi. còn miếng thầy nữa thầy Thôi ăn đi. một Miếng miếng về sao mấy, qua một miếng về mấy miếng. đồng, đồng mấy nè, đồng mấy hả Trời ơi. ơi, thầy Một thầy miếng sao về vậy? là 30.000 Việt Nam là ta mua được nhiêu từ nhiêu gần cả cái thịt nè. Trời ơi, Trời sao thầy ơi. tính vậy? Chết Mỹ con khác, Việt Nam khác thầy ơi. rồi. Không dám ăn luôn Trời nữa á. hả? Con tội quá thầy. Là mua 1 trái rồi quất 2 trái. Đó đúng rồi, được rồi thầy. Bà Mà thầy đã tiền thật bà cụ tôi không cản, nhưng mà được có cái nấm cũng mua cụ ăn đi. Tôi Ôi, trẻ thầy tôi. đi có mấy thứ. Trời ơi, thầy ăn đi với thầy vui vui. Thầy nhìn gì làm gì Có đó, hai kỳ người, nhà nhà có kỳ gì hai vậy? người kỳ Tôi ăn cục thầy ăn, thầy ăn tôi ăn vậy thôi. Đó không? quá. Ăn nó cũng đâu có thấy, nó đâu có ngon lành gì đâu, bằng Nhưng trái 6 bạc. mà trông đẹp thầy. Trông là Ừ. cái nó gọi là trái con rồng, mà trái con rồng á. Dragon là trái con rồng đó thầy. Nó Cái gọi như hộp trông như là hộp é. hệt như hộp é vậy đó. Nhưng mà thấy cái vàng này thì như nó ngọt hơn cái đỏ. Tại biết cái sa lông vàng Đây con. không? Nó ngọt hơn cái đỏ. Nó Đi mang cho nó vàng mát nó còn ngọt đó. hơn cái Tôi biết đỏ. ăn Đó nè. hả? Nè. Biết Tôi biết ăn. ăn rồi nè. Ở đó ngáp rồi, đặt ngáp nữa. Thôi không cho ăn đâu, cho ăn quen đâu. Ủa, cái này Không được, có phải làm một miếng à, không ăn nữa. Ăn cho bà cụ vô miếng thôi chứ không ăn từ đó từ. còn 2 miếng thì một bà cụ miếng thầy miếng Không, đâu bà đã để mình mà ăn được, để mình rồi không, á không thầy thì đừng có làm không ăn, vậy không ăn nữa đó, vui nó không quá ăn nữa. thầy à. Không Thầy phải rồi, thầy không để ăn. vậy bà thầy làm Không, mẹ buồn không lắm, có hảo thanh long, không không phải. hả? Nhưng mà thôi thầy ăn cho bà vui, Không ăn thì nó không có hảo thanh long mà. nhưng mà thầy ăn cho bà vui thôi, đừng vì bà thầy ăn đi đó, hai thầy trò chia nhau ăn đi rồi con đứng giữa. Vậy mà không mua nữa, thầy không ăn không mua. Đàn ông mua cho thầy ăn, thầy thích ăn này. Không Nói vô có thầy đâu.
Thầy cho nó mắc quá. Sáu đồng một trái, trời ơi. Trong khi thanh long ở Việt Nam nó đổ. Còn biết chứ sao anh biết vậy? À, nó biết ăn thanh long nữa trời. Thôi bỏ nó ăn thịt dê này trời. Ăn đi con. Nè. Bà cụ nhắc cái gì, bà cụ nhắc đi, nói nhờ ông đưa đi. Có rồi đây, con biết là nhưng mà thứ tư tôi mới được, nhưng mà có điều con hơi kẹt cái chứ. Alo. Cái kẹt cái này ba phải đổi địa chỉ về đây hay là sao? Bà muốn đổi địa chỉ về đây không? Không được đâu, bà muốn về Việt Nam đổi chi, bị chích ngừa. Vậy dạ. Chích ngừa thôi mà. Thế hả? Ừ. Thế thôi thì cũng được, thì thôi lấy cái địa chỉ cũ, trong cái địa chỉ cái căn cước của bà có cái địa chỉ cũ phải không? Lấy địa chỉ cũ được không? Cái gọi cô Khánh, mà cô Khánh không đổi nhà rồi bà làm sao? Còn cô Khánh đổi nhà rồi đó. Bởi vì tôi ở Việt Nam thì nói nào đó, tôi qua đây là qua một chữ thôi, rồi giờ tôi kẹt ở đây, thì dạ. Tôi kẹt ở đây, không sao hết, đưa cái thẻ mình xe á. Vâng, nhưng mà tôi nói bà nghe, nó gửi về cái địa chỉ mới đó. Cái giấy á, đặng cho cái giấy mà báo cục ở Việt Nam, cục có cái giấy đó, cục mới đi vô, vô Việt Nam, nó có là nó báo cục chích ngừa rồi. Cô Khánh cô chuyển nhà chưa? Không, ông ăn miếng cho bà cụ vui đi thiệt. Con không ăn rầy, con không ăn. Cái bụng tôi bây giờ không muốn ăn nữa. Để con ăn này được không? Thầy sao không, ông ăn miếng cho bà cụ vui, không phải đã tôi ăn một miếng rồi. Rồi thầy ăn đi cho bà vui chứ không phải con với thầy. Không có cái gì, ăn một miếng rồi cái bụng nó yếu, cái bụng nó đang sáng không. Thầy ăn miếng cho bà vui. Sáng ăn một tô cháo nó yếu, tới giờ thì nó còn yếu bụng nè. Thế con để đây sẵn cho thầy đi nghe. Đó, con để đây không cho ngọt thầy nghe. Không ngọt bưng ăn á, đu đủ nó không có là ngọt. Đu đủ không ngọt. Còn thì ăn nó không ngọt lắm. Thì ông bảo tôi biết cái đó ông thích tôi chứ đừng nào. Thì đó, thì đó. Mà thầy thì không ăn đu đủ, thì ăn đu đủ không? Không, ăn rồi, ăn 2-3 miếng rồi. Né hả? Thôi mày, mày ăn kia cho bà đi. Rồi mày nhìn tao không mà chết rồi. Hết đi cả. Hết đi cả. Nó ăn chưa? Nó biết ăn không? Ăn rồi hả? Đã chơi riết rồi, riết là thanh long cũng ăn thôi chết rồi, trời ơi riết rồi cho Việt Nam rồi, nổi lên cái gì cũng ăn hết trơn. Thôi rồi rồi, bây giờ mới bắt trước là ai ăn gì cũng dòm miệng suốt cho mà coi. Mềm mềm nó nhai được cái này, nhai như mấy vậy. Ngọt ngọt mà thấy. Ngon không con? Để nhìn nhìn lúc đời, nhìn đời thấy chán thiệt. Anh ra vậy thấy. Bà cụ nói tối ngủ cũng không được, hỏi sao ngủ không được. Để cho hai lon bia đâu rồi? Uống rồi, uống không ngủ được, bây giờ nó khổ nè, bây giờ nói thiệt là khổ. Rồi, không muốn uống nữa. Giờ ngán bia, muốn ngán bia rồi, giờ nhớ con nhớ cháu, mà nói thiệt mình không biết nói là sao, nó khổ cái vậy đó. Biết mình hiểu tâm trạng của bà. Thì giờ con nói thầy nghe, kêu cô Khánh lên chợ cho bà về nhà chơi vài ngày, bây giờ chán thì về lại đấy. Tôi nói chứ đâu có ai mà rảnh. Không có chỗ rồi không có rảnh thì cũng tội. Không có chỗ nằm á hả? Bây giờ khuyên cụ, bây giờ tôi cũng hết biết cách rồi. Sao vậy nè, nó không nghe. Trong khi cái bà mà ông sắp đưa về thì con nó tống ra ngoài, mình nói xin lỗi nó mời ra ngoài đường. Tống đi. Thì thôi mình nói nó mời ra đi cho nó gọi nó nhẹ đi. Mình nói nó đuổi thì nghe nó nặng nề, tội nghiệp ta. Nói chuyện thật là như vậy chứ con nói thẳng nữa. Đó, bây giờ cụ thấy không, bây giờ cụ thấy giờ nói ra cho cụ mà hả, bây giờ cụ lớn tuổi rồi, nói nhiều quá và cụ động não, thấy không, nó tống ra ngoài đường á, nó mời ra ngoài đường á, cụ thấy tội không? Con em tôi đó bà, đó. Lúc mà còn khỏe đó, mới có một năm trước à, năm ngoái còn khỏe đó, coi ba đứa con nó trả tháng 500 tiền nhà này, trả tháng 500 tiền nhà, còn phải lo cơm nước cho nó, con nó, hai vợ chồng mới đi làm, coi ba đứa con nhỏ. Mà bây giờ bị stroke, bị tai biến mạch nhân não, tàn phế hết mọi người. Chứ còn chỉ có đi lết rồi thôi, còn tay chân không còn hoạt được. Bây giờ nó tống đi. Tống vô cầm lết luôn. Không, giờ nó tống đi về con em nó ở Cali á. Mà em thì có chồng Mỹ rồi sao mà hả? Đó thì nó kẹt vậy đó, nên nó khóc quá, nó kêu tôi. Nó kêu tôi anh giúp em. Em bảo ok thì tôi lên nói chuyện thư chuyện với thầy á, thầy ok. Về cùng làm mấy bà đấy nè. Đó. Thì ok, thầy ok rồi tôi bảo nó ok thì nó mừng lắm. Nó bảo cho em con đường. Vâng. Ở đây tôi sẵn sàng. Dạ. Tôi làm phước với có một người nói chuyện cho bà vui nữa chứ tôi cũng biết nói làm sao nữa, mà bà kia thì cũng không có làm khổ gì bà được đâu. Nhưng mà mình chị em với nhau rồi. Em mà cũng như sẵn sắc ăn uổi bà. Dạ đó, thì đó thì nó về nó buồn lắm. Bà biết nó buồn lắm, bà không biết đâu. Cái nghiệp trước sao phải không?
có tôi ba. Nói thiệt á, tôi cũng không biết cái nghiệp của tôi sao mà tôi cô đơn quá. Nó khổ chỗ đó đó, cái ai cũng nghĩ cô đơn nó khổ. Ai người nào cũng chả cô đơn. Thầy đây có mình này, bà thấy không? Hồi đó chưa có bà đó thì thầy bây giờ nó nói cụ nghe, bởi vì bây giờ cụ hơi lớn tuổi cho nên bây giờ trò có khuyên thì cụ nghe cụ nghĩ cũng không ra. Bởi vì tôi nên hồi nói là hồi trẻ mà coi là gì đó. Hồi trẻ mà không có tu thì lớn lên á thì nó uổng phí một đời thì chậm lục giống như cậm lục. Bây giờ cụ nghĩ nè. Cụ đến cái cuộc đời này, cụ đến cụ có hứa đó. Con cháu nó mời ra ngoài đường khổ nữa, cụ thấy không? Nhìn lại thì cụ cũng còn may mắn hơn người. Ít cho bà may mắn là về đây ở với thầy. Cuối đời rồi đó. Tôi cũng giúp người và cứu người. À thế hả? Bảy đứa em vì cái dưỡng chết trận đồng xoài đó. À, từ 1 tuổi cho tới 14 tuổi nuôi hết. Nuôi hết á. Thầy chưa biết cái trận đồng xoài đó. Trận đánh lớn lắm. Cái trận đó không có tôi, tại vì vâng, tôi chưa ra đời. Thầy không biết đó. Trận này lớn lắm. Kể thì kể nha, chơi. Trận đồng xoài đó cho nó chết hết 7 đứa từ 1 tuổi cho tới đến 14 tuổi đó, Nguyễn Bôn bị trên này nè. Thầy thấy tôi phải nuôi hết đó, thầy. Đó cũng để là cái nghiệp của bà, mà cũng nhờ cái đó mà bà làm phước làm đức. Nên cuối đời rồi bà còn gặp chùa cái chỗ này, bà yên ổn. Vì vậy thì còn có mình tôi à. Cha mẹ tôi cũng đâu còn, cha mẹ chết từ nhỏ là. Thì còn gì á, gì cũng như gì, gì bận gì á. Thì giờ 7 đứa nó lại, không tôi không nuôi ai nuôi. Phải lo làm nuôi cái từ 1 tuổi bị miếng bơm đây nè. Nên nãy giờ tôi cũng được cái phước. Có thể là như vậy đó, nhưng mà cuối đời còn cho bà khỏe một tí. Yeah. Còn về cái gặp thầy thôi, ở đây đi tụng kinh, biết đâu kiếp sau bà lại thay đổi. Tôi không biết đó, kiếp sau bà lại thay đổi nữa đó. Đó, như vậy thôi, vậy chứ yên trí đi. Còn con cái bà muốn thì bà kêu nó sang, nó đưa bà đi ăn đi uống gì đi. Đó, bà kêu nó sang. Nhưng mà khổ á, bởi vì mình biết cái người, không có nói là bà cũng như bao nhiêu người mẹ khác thôi. Nói thiệt, bà cũng như bao nhiêu người mẹ khác à, hả, có con là phải thương, có cháu phải thương. Người ta lấy nước chảy xuống, đâu có chảy lên. Đúng rồi. Nhưng mà giờ con cái nó có nghĩ điều đó cho mình hay không? Thì cũng tội mà bây giờ không phải nó không nghĩ. Rồi nhưng mà mỗi người nó có cái hoàn cảnh. Đi làm ở đây, sống ở đây thầy biết, tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Nhiều lắm. Không trả một tháng là nó cúp, nó đuổi đi. Đó, đúng tội nghiệp cho nó. Thầy đừng... bà đừng có nhắc nhở thầy, thầy nhức đầu chóng mặt. Thầy cũng vậy thôi, hiểu không? Thầy nhức đầu chóng mặt lắm thôi. Không, nói thật vậy đó. Thì về đây ở cũng nhờ thầy giúp đỡ cho ở. Dạ, đi được rồi. Tháng nào mà bà nói bà ngủ được thì mình cũng thấy nó vui, thật nghiệp mà. Nhưng mà điều ngay, bà cứ bà coi bao câu thì bà mỏi ngủ thôi. Nhưng mà giống như bị nhiều cái tác động. Bởi vì bây giờ không phải nói giờ thôi, bà đừng có giao lưu nữa cho nó khỏe đi. Sáng là bao tháng qua quậy rồi. Đây không? Thầy còn nói thầy nghe cái ảnh hưởng bên ngoài quan trọng rồi, lắm. Tôi quát cái thôi đi về. À, mình muốn là mình là phàm nhân nữa thầy. Mình kẹt lắm mà thầy, không có thầy thánh đâu. Con nói thật ra nên con nằm con nghĩ tới Phật. Nên nó khổ lắm lại vì bà đi từ cái vụ mà bởi cho nên Đức Phật cấm cái vụ rượu vào lời ra. Đó là hổng được tập trung nhậu lần thứ nhất. Là ngày hôm qua tôi mới nói á, đừng có tập trung, đừng có nhiều chuyện ngang. Đó. Rồi chắc bà bắt cái loa lớn đây bà kia nghe thì nói là bà không nói tên bà nào, bà nổ giờ tự ái đó. Tại sao hồi đó bà kia nói thì không nói, tôi nói bà kia mới nói tùm lum chứ đâu bây giờ bà mới nói. Bà này cứ đi hại xấu bà kia, nó khổ mà bây giờ á, khổ là cứ tập hợp lại nhiều chuyện nói qua nói lại chứ. Rồi nói có nhiều người nói, tôi nói cái con nào nói sau lưng tôi chửi thẳng, tôi không cần. Tôi đâu có làm động mồ động mã ông bà cố tổ đó đâu mà nói sau lưng tôi. Bây giờ đây có con nào, thằng nào mà nuôi tôi mà nói sau lưng tôi, thành ra tôi cấm từ đây sao đừng nói cái đó nữa, nghe là cái đầu tự ái lên đi về. Đâu có thấy chứ, tôi nói thẳng à, bởi vì mấy con nó đâu có nuôi mình. Mấy con nó đã rảnh á. Thành ra ý là không cho bà cụ đi chơi á thì bà cụ buồn. Mà đi chơi á thì bà nghe cái bà giờ bà động cái não, bên đây nó quỷ mà, nó quỷ ma không hà. Nhưng không mà đi là đáng cột nó cũng không có nói gì, tôi chỉ lại ăn uống rồi thôi, uống một
không nói gì nhưng mà bà hỏi câu hai câu muốn khai thác bởi vì người mấy người nhiều chuyện mà chỉ là xe cái xe xe là dễ thương nhất để chứ nghe về Việt Nam bà cổ dắt tôi đi về để hả là nghe xe xe nghe thấy ai mà nói chuyện lớn cái đằng này nó cự á nghe mình lắm á như vậy tôi cũng dám về. Vâng đúng rồi. Để thôi để thứ tư đi, tôi đi sang chuyển tên nhà băng Bank America cho bà. Cái đó thì nó dễ lấy hơn. Nha. Có khi ở Việt Nam cũng có Bank America. Có không? Nhà American á thì ở góc hẻm nào cũng có hết. Thế hả? À, còn Liên Lì á thì chỉ là gì tự do đằng ừ, nhà thờ Đức Bà. Không có. Đi về xa. Dạ xa lắm. Đó, xa dạ lắm, thằng còn tôi ở Bình Chánh lận. Để vậy tôi lần đi lại lại lãnh tiền đó là ở nhà thờ đổi, Đức Bà. Thì đổi địa chỉ đây. Không không cần thì đi vấn địa chỉ của cô con gái đó, tại Khánh. Vì con cô Khánh á. Nhưng tại mà con gì cả cô Khánh cô đổ nhà chứ thầy nói cô đổ nhà thì con không còn ở đó nữa. Không còn ở đó nữa nhưng mà đi rồi mới phải theo mới là một không mới thì phải ở mới đây thì cũng ở bạn nữa. Thế hả? Thế thôi bà đổi về đây đi. Bây giờ bà lại bà cái nghĩa là bây giờ mình giúp bà đó thì không khéo hiểu lầm. Mà không giúp thì bây giờ hãy nói bà hồi bà nhất cái đầu bà nghĩ không có ra chuyện không ơi nó khổ vậy đó. Bây giờ giống như bà ở Việt Nam một thời gian bà ở Việt Nam cho nó bật kiểu theo cái cách của Việt Nam bà không có nghĩ cái bên Mỹ này ông hiểu không? Bà nhớ là cái địa chỉ bà ở đâu cũng được nó còn mắc công cho cái người tôi nữa mà muốn nó gửi giấy về là bà đi nó gửi giấy cho tôi mắc công tôi xé thơ tôi dục nữa chứ đừng bà đừng có nghĩ là gửi đem địa chỉ về đây là nó sướng ít gì cho tôi không có tiền bạc gì cả nó không có như Việt Nam cái địa ở Mỹ nó không như Việt Nam mai mốt bà nó đi về đâu á rồi cái thư tối ngày nó gửi nó quảng cáo hoài tôi mắc công tôi lụm thơ tôi xé nữa tôi nói bà nghe chứ không có lợi ích gì cho tôi hết trơn á biết không cho nên bà xin cái một cái địa chỉ người ta đặng bà làm giấy tờ á là nhiều khi người ta không có cho là vậy đó bởi vì khi dụ như bà làm xong rồi bà đi đâu á cái giấy nó gửi người ta hoài mắc công luôn á dạ đó thì đó. Tôi thì đã nào ngay cái tiền á tôi cũng chuyển về Việt Nam dạ tiền thì nó không có gì cả thì bà không có gì cả không có gì nhưng mà nó quảng cáo đi. Nó quảng cáo tới ngày hầm yêu cầu nó ngộ lắm nó quảng cáo nó gửi quảng cáo hoài ở Việt Nam á nhưng mà tôi muốn đổi lại lấy American dạ đó, American thì nó ở cái vùng nhỏ heo lánh nó cũng gì đó có mở băng American còn Len Lì chỉ là tại nhà thờ Đức Bà thì có được mới có lận bà phải đi xa đi xa ai chở bà đi à, xe ôm hả xe ôm đấy hả dạ. Đi lại nhà Đức thờ nhà thờ chứ Đức còn bà. Băng America chỗ nào cũng có hả chỗ nào cũng có vùng quê heo lánh gì cũng có ghê hết hả? Mạnh nhất thật đấy. Thành ra nhờ thầy đổi dùm dạ, không phải cái đó nó không phải là mạnh gì. Nói tôi phân tích nghe là tại vì cái băng nhà băng lên đường nó không có ký kết với bên kia nhiều. Và America nghĩa là nhà băng nào nó cũng giống như là cái chương trình Western Union vậy đó. À thế hả? Ông ở đâu thì nhà băng ông ra bưu điện, ông ra cái chỗ ngân hàng nào thì nếu yêu cầu có mã số đó là lấy được. Thì nó tính cái cước nó vậy thôi. Chứ còn đúng ra thì không có phải mà nó không có nhà băng ở bển nó không có nhà băng của Mỹ nhưng mà có nghĩa là được thông thương với nhau nó gọi là ký kiếp gọi là mình ký hợp đồng á yeah. Đúng không nó nói gì đúng không là biết là bây giờ tiếng Anh thì tôi biết mà tiếng Việt á khi muốn quên thiệt á đó thầy nói nó biết danh từ cái danh từ gì bây giờ hỏi Việt Nam thì danh từ gọi là cái American băng á thì dùng heo quê heo lánh gì cũng có hết để hả à, còn nhà Len Ly thì chỉ là nãy nhà thờ Đức Bà dạ. Thành phố mới có dạ, dạ đúng rồi chứ miệt dùng quê không có dạ. Nãy là này với bà cụ trồng đây nó đậu đây nó còn nói good nữa thấy không mấy cái city đó nè đang trồng đang gieo ớt nè lên rồi đó thầy thấy lên rồi đó lên cũng bắt đầu xanh rồi đó thầy rồi đưa vài chập nữa là nó lại lên nhanh nữa ngày hôm qua đi cái quế đó mà có 3-4 nhánh thôi mà 2 đồng mấy rồi sao mắc càng cái mắt tự nhiên mắc quá trời mắc nữa thấy có cái nguồn này thấy con đi cầu mắm đầy trồng đến là có đồng. Ngay đứa khổ bán được nghiền bởi vì cái mùa lạnh này đó thì không mùa lạnh nó đã qua rồi mà không biết lý do tại sao mà quế ở miền Đông Bắc này nó lại bị hiếm nè chứ mùa lạnh nó đã qua rồi Cali với các cái tiểu bang khác nó trồng quanh năm mà thì mà tại sao lý do là sao mà nó không về tới miền Đông Bắc này nó mới hiếm nè. Ok thôi để thứ tư tôi đưa bà đi nha
đi là đổi băng á. À, đi đổi băng cho bà. Bây giờ thấy hoàn cảnh bà bị mang đi 100-200 con người nghe. Vâng. Tại vì mình phải đi pha chít nữa. Tôi chờ cái băng đó bà mở xong đó. Ok, tôi biết đi chuyển với cúp băng kia để mà chuyển tiền về bên này. Vâng. Chứ băng bên kia bà đâu còn đồng nào ở đâu. Còn nó mười mấy đồng hình như hôm qua tôi qua còn mười mấy đồng à. Vâng. Bà nhớ không? Bà lấy hết ra rồi. Lấy hết đâu có dám để băng. Tiền không dám để băng đâu, để băng không được. Tiền bệnh mà. Vâng, nó cấm, nó cấm. Thì mấy trăm mà mình lấy mấy trăm. Để thơm để ra hết đi. Chỉ là chưa có vài chục bạc thôi, mười mấy hai ba chục thôi chứ không có được. Chờ một tháng sau tất cả nó yên ổn. Sao ngạo á? Cái gì mà bảo quên? À, quên nữa. Hello, ông nè, ông nói dùm, ông đang nói dùm hai cái cây đó đó. Đằng này khiêng về bên đây tôi tưới. Chứ năm rồi nó bỏ hai cây nó đâu rồi Noel á. Nếu tôi trồng xuống đất thì em tôi mua hai cái y vậy tôi trả. Tại sao vậy đấy? Tại sao lại kiếm khổ sân như vậy? Nó bỏ chết uổng trời mình giúp giùm nó quên nữa. Bút chơi cái nó chứ chạy thì mua đi bê lại chạy chạy khổ sân này rồi đi tứ làm gì cái nó nếu mà trường hợp nó giục đi đó thì bảo ok mày cho tao đi thì được. Còn nói được chứ còn đương không mà người ta đương sống. Năm rồi nó giục hai cây nó uổng ghê nó đang sống mà bỏ nó chết tội mà tôi xách nước đi qua bên đường mà tôi xách tôi mệt quá. Năm rồi tôi riết không nổi luôn á. Né hả? Mà nó đang sống mà bỏ nó chết tội nó. Vậy bao giờ nó xài đấy mà nó không giục. Nó vậy thằng con nó đi làm suốt rồi con nó nhả bây giờ nó tưới nó thằng mập nó bao giờ nó tưới. Thằng mập nó bự hơn đằng này luôn. Nó bự hơn mà nó bệnh rồi phải xe cẩu nó đó. Cho nên nó bao giờ nó tưới đâu. Thôi thầy lấy được cái cây bằng vàng này nè, cái cây bằng vàng này đó thầy lấy cây tính với hai cái đó tưới giùm làm gì thầy làm gì tưới dùng mà thầy thì giờ đâu gì làm gì đó thầy ơi thầy đừng có chết nhiều quá nó chết tới cây tội nghiệp cây đó. Cái đó là để cũng như cây Noel vậy đó mà. Vâng, của thì đó còn không thì mình đem trầm xuống rồi tới Noel mua hai cây y vậy cho nó mỗi trời năm rồi thầy còn mua lại thành ra vậy đây. Thôi vậy mua cái mới đi không phải chết tới cây tội nghiệp nó tới đâu tôi mua cái mới tôi mua rồi. Tôi thấy hai cây này nó nắng mà chết tội nghiệp nó trời. Tôi xách nước tôi xách hoài qua xách băng qua đường xách lần tưới một lần một thùng nó đâu có thấm tháp gì đâu. Hai cây chết rồi đó sao xài không xin nó dục rồi nó chết rồi sao xin ông nó để biết không tôi tưới nước tôi không nổi bởi vì có khi mình ngày cái xách ông nghĩ để vậy nó khô nó nắng. Ông đi kệ nói đi. Nói cái gì thầy ơi kỳ lắm. Thứ nhất là cây người ta đinh sống mà thầy bảo bê về để thầy mua lại. Không có cái đó không có lý. Không ai nó có lý. Đây hả? Sao nó dục đi á. Để con nói nó bao giờ mày dục cái cây này đi đó thì con nó không có dục nhưng mà nó không có thời giờ. Nó đâu có về thằng này đâu có về thường. Con nó bao giờ nó tưới đâu đó. Sáng là nó đi mất tiêu rồi. Đó không hiểu không? Vâng chứ kỳ lắm thầy ơi cây người ta đinh vậy mà thầy nói thì bê về nhà thầy. Thầy nói bởi, không có nó không bởi vì nước ở đâu nó tưới nước nó ở sao nó... nhưng mà nó làm đẹp cái nó của nó rồi chứ còn đương không kỳ ra hai cái thùng lớn như vậy á mà thầy bảo về kỳ lắm thầy cho xin trời ơi năm rồi nó chết thấy tội hai cái cây hết sức tội hai cái cây mấy đứa nhỏ nó đâu có quan tâm đâu nó tới mùa Noel nó mua rồi để chết nó dục hà chứ còn hai cái thùng nữa hai cái bộ chậu á đẹp lắm thì năm rồi nó dục luôn hết trơn đại tụ này nó đâu có khe nó có tiền mà kiểu như nó có tiền thằng này nó làm ăn đóng tàu mà nó có vừa đâu thì đó có nói thầy nghe đường là nó dục đó rồi nó đi hết trơn nó đi nó rồi mà tôi xách hoài nước qua mà tôi xách không nổi trời ơi khổ thầy quá vậy này ơi đâu rồi tôi không nổi nó chết tội hết sức tội nè trời cái tàu lao cả xóm vậy đó rồi bây giờ cái nhà này nó đi tôi phải cắt cỏ thì nó lên thấy ghê quá giờ tôi phải cắt nữa chứ sao giờ cắt bên này xong hết trơn rồi mấy ông giờ tôi cắt bên này ở đâu bắt ra cả sớm vậy trời ơi thôi ra để thôi thì do thầy nghỉ đi không chịu khổ dân mà nắng chết đi được ấy thầy khổ dân này lại mà tốn điện nữa chứ tốn điện tốn dây nữa để đây không chứ nó lên rồi nó nhảy qua tới mình luôn sao đấy là chưa kể thằng chủ nhà nó cà chín á con bảo tại sao mày dám vô cái tài sản của tao không mấy đứa này nó riết rồi nó bảo nó cảm ơn không nó, thằng chủ nó có biết thầy vô làm cái gì nó chỉ biết là thầy vô thằng trong nhà nó mà nó chưa có phép của nó không cá ở ngoài thôi chứ bên trong là à thế hả tại đừng vô trong thầy cách nghe bờ ngoài thì ok mày biết đó chứ, thì cái ngoài đường thôi dạ vâng ngoài đường chứ con tưởng thầy vô trong nhà nó thầy cách nó thì kẹt lắm ngoài đường mặt tiền nó dơ dái con kỳ lắm phải khu phố phải văn minh sạch đẹp ôi trời ơi nó bị Việt Nam rồi đó mày gan mày ghê đó mày ghê lắm mày ok rồi để con cảm ơn thầy con đi nghe dạ rồi nghe thầy có cần gì ngày mai không
Trời ơi, một tủ lạnh nếu biết không biết ăn cái gì nữa nè. Trời ơi. Sao cho nên đi chết ngựa. Thì nó có xong rồi tôi gọi bà đi liền, tôi đứng chờ đó. Biết ăn cái gì nữa nè. Không có hẹn hóc gì cả, đi cho tôi trả bà đi liền.